Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành nghị quyết số 399 về quy định mức chi đối với một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Quy định này tạo cơ sở pháp lý để thực hiện việc lập dự toán, quản lý sử dụng, thanh quyết toán, kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời động viên khích lệ góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, các nội dung chi cơ bản ở mức 200.000 đồng một người một ngày. Các nội dung chi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm công tác tuyên truyền, phát tờ khai, hướng dẫn kê khai, đo đạc xác định diện tích thực tế, kiểm kê tài sản trên đất, kiểm tra, đối chiếu tờ khai, tính giá trị thiệt hại, chi liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, chi hướng dẫn thực hiện, giải quyết vướng mắc. Các nội dung chi cho công tác cưỡng chế gồm thông báo, tuyên truyền vận động, chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế, quay phim, chụp ảnh, bảo vệ, chống tái lấn chiếm. Các nội dung chi khác chưa có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo mức chi thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có hóa đơn chứng từ hợp pháp.